Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong số các hành vi vi phạm, có những lỗi nghiêm trọng có thể khiến người điều khiển phương tiện bị tước quyền sử dụng bằng lái xe ô tô trong thời gian lên đến 2 năm, đó là Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thành công vụ